3 phút để có thể giúp đỡ một người trong tình trạng ngưng thở và nguy kịch, hay 7 phút để có thể sơ cứu cho một người bị đứt động mạch. Âm thanh mà gây ra sợ hãi nhất cho tôi đó là âm thanh tiếng thở cuối cùng của nạn nhân. Còn hình ảnh đáng sợ nhất của người sơ cứu chính là nỗi đau của những người thân khi chúng tôi đứng ở đó và chứng kiến người thân đến nhận xác người con, người em của mình. Bản thân tôi đã từng là một người bị tai nạn giao thông và từng là nạn nhân của vụ tai nạn đó. Tôi đã bị bỏ lại hiện trường hơn 15 phút và tôi cảm nhận được rất rõ cái sự cô đơn, sợ hãi và những điều mà nạn nhân đã phải trải qua. Chính vì thế, tháng 9 năm 2019, tôi chính thức thành lập đội hỗ trợ sơ cứu FSR với mục đích là sẽ không bỏ rơi người bị tai nạn trên đường. Tôi không bỏ đi khi bạn có nạn, vì tôi biết rằng một ngày kia khi tôi bị nạn sẽ có người giúp tôi. Anh chịu khó một chút nha. Em mà không quấn vào bây giờ nó chảy máu ra. Anh uống rượu rồi, rồi máu đang rất là loãng. Mỗi lần điện thoại kêu lên là cần hỗ trợ ra tai nạn ở đâu đó, có thể là nó xa đến 10 cây số hoặc cả trong mưa, tôi sẵn sàng lên đường trong đêm hôm đó để đi, bởi vì tất cả mọi thứ tôi đang làm hay là tất cả mọi thứ anh em FSR đang làm đều dành cho mục đích duy nhất đó là cứu người đúng lúc và cứu người lúc thực sự cần. Cố gắng lên anh. 3 năm và 8.640 người, 211 người mất và rất nhiều người khác được giúp đỡ một cách thành công. Hơn 130 tình nguyện viên mà sẽ không dừng lại 3 năm hay 130 người mà sẽ còn phải phát triển hơn nữa. Thời điểm ban đầu thì có 5 người và 5 người đó lại là 5 người xem công nghệ và rồi là 20 người, 50 người, rồi 80 người và bây giờ là 130 người tham gia vào báo tin, để có thể là hỗ trợ xử lý hiện trường, để có thể là giúp đỡ nạn nhân. Công việc chính từ lúc vào đội đó là khác so với mọi ngày. Bình thường là mình sẽ đi ngủ sớm, thì mỗi 9 giờ tối hàng ngày thì mình ra điểm trực cùng với các anh chị để trực tin báo tai nạn với gia đình với lại bạn bè của mình. Mình chia sẻ thì rất là may mắn là họ cũng rất là hiểu và cũng rất là động viên mình, và mình cũng bảo bạn bè và gia đình mình là khi nào mà có tai nạn ở Hà Nội thì cứ gọi cho mình. Tất cả những người trở thành đội viên chính thức, thành viên chính thức của FSR sẽ mặc một trang phục giống như tôi đang mặc. Và để nhận diện được họ thì rất đơn giản, các bạn sẽ nhìn thấy họ sẽ mang một chiếc túi cứu thương giống như thế này. Trong từng chiếc túi thì có đầy đủ những trang bị có thể cứu được khoảng 4 đến 6 người đối với mức độ thương tật trung bình. Còn đối với mức độ nặng thì có thể là 2 người. Cứu người thì thu phí bao nhiêu thì đủ. Chẳng ai muốn mình bị thu phí khi mình gặp nạn. Chính vì thế nên tôi đã quyết định là không thu phí ai cả. Cái việc không thu phí nó dựa trên chỉ có một tiêu chí duy nhất, đó là nạn nhân cần được giúp đỡ, không phải là giúp đỡ nạn nhân để chúng ta cần có một cái gì đó. Món quà tôi đang có đó là sự hạnh phúc. Sự hạnh phúc đến từ rất nhiều phía, từ gia đình ủng hộ, từ anh chị em hiểu mình, sống đồng hành cùng với mình. Cái mảnh đời đã có cơ hội thứ hai sau khi chúng tôi giúp đỡ, đó là một món quà quý nhất của cuộc đời tôi. Đến bây giờ tôi luôn luôn cảm nhận được đó.